Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0768447735. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em bán những xe mô tô có giấy tờ chính chủ, chiếc nào cũng phải được sang tên rút gốc đổi biển số hết nha mọi người nha. Mọi người theo dõi kênh em bấy lâu nay thì chắc cũng đã biết, cũng đã rành rồi ha. Em làm video nào, hầu như video nào em cũng nói rất là rõ ràng. Bên em có mua, có bán, có trao đổi xe luôn anh em ha. Anh em nào có nhu cầu muốn nhường lại những con xe không sử dụng nữa hoặc dư xe muốn nhường lại thì cứ alo bên em. Kết bạn Zalo em số 0768447735, gửi hình ảnh chi tiết, giá cả hợp lý, giấy tờ hợp lệ em sẽ tới tận nhà em mua và em trở về ha anh em ha. Còn anh em nào đang muốn giao lưu đổi xe bù trừ hay là muốn đổi những con xe khác cho mình sử dụng, mình muốn trải nghiệm thì cứ alo bên em. Còn anh em nào muốn mua xe đi lại, đi chơi, đi phượt, đi này đi kia, muốn sở hữu cho mình một con thỏa mãn đam mê thì cũng liên hệ bên em. Bên em có mua, có bán, có trao đổi, có giao dịch xe trao đổi qua lại luôn. Bên em bán có hỗ trợ ship xe toàn quốc cho tất cả mọi người, giấy tờ thì bao rút gốc sang tên toàn quốc nha anh em nha. Bao vận chuyển toàn quốc từ Nam tới Bắc, ship tận nhà, khi anh em cọc tiền em sẽ ship xe tận nhà. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Muốn giới thiệu với tất cả mọi người một con xe. Con xe này là con xe Nighthawk 250 hay được gọi là CB250. Xe này thì khá quen thuộc rồi, anh em chắc ai cũng biết con xe này, dòng này ha. Dòng này của công an giao thông, dòng xe đặc chủng của ngành giao thông. Thì hầu như già trẻ lớn bé thì tất cả các độ tuổi đều biết qua con xe này, thì vì nó rất là nổi tiếng rồi. Nó của mấy anh giao thông mà, sao nó ai không biết được. Dòng này là dòng xe Nighthawk hải quan chính ngạch. Con này là đời 2002 nha anh em nha, 2002 hải quan chính ngạch chính chủ. Đây em quay biển số cho anh xem. Hải quan nhập khẩu hải quan chính ngạch chính chủ, biển số Sài Gòn, biển số 59A338178. Xe được trang bị cặp thùng theo xe luôn, nguyên rin của nó nha anh em nha. Xe này nhiều anh hỏi em là của công an giao thông chạy có được không, thì em xin nhắn lại là chạy bình thường nha anh em. Xe mình chính chủ, sang tên của mình là mình đi thôi. Tại vì xe này nó không có cấm dân xài đâu anh em. Cứ mua bán phổ biến thì trên mạng anh em cũng thấy là đa số là bán những con xe có giấy tờ không chính chủ, hoặc là xe sàn, xe tháp, xe lên đời. Thì những xe đó đi mới sợ công an bắt thôi nha anh em nha. Còn xe những xe hải quan như thế này, chính chủ, mua bán ủy quyền, sang tên rút gốc về tên mình thì mình chạy vô tư ha. Bắt là những con xe giấy tờ lậu mới bắt thôi anh em, còn những con xe hải quan chính chủ chính quy thì không có sợ bắt đó. Mình có bằng lái mình đi bình thường anh em ha, nhà nước người ta chọn mà chỉ cho phép mình chạy thì mình chạy thôi. Xe này dòng này chạy rất là sướng anh em ơi, thế ngồi của nó rất là cao ráo nè, tầm quan sát rộng, chạy đường trường rất là khỏe, đường thành phố cũng rất là sướng luôn. Tại cái thế ngồi nó không có khom, nó không có đau lưng nha anh em nha. Ta lái này là ta lái hơi ngang và đưa về phía người lái cho nên không có chồm, nó chạy ngồi thế ngồi rất là đã luôn. Thì mấy anh em thấy có mấy anh giao thông anh ngồi trên xe thì mấy anh biết rồi ha, chạy rất là sướng, dòng này chạy rất là bốc. Máy thì 250 phân khối nhưng mã lực của nó rất là lớn, chạy rất là sướng xe nha anh em nha, rất là nhẹ xe. Đây em quay chi tiết vào xe ha. Đây cùm của nó thì rất là nhiều chức năng. Cái cùm của nó thì xài được nút này là nút tắt máy nha anh em nha, khẩn cấp. Nút nước đề này là nút đèn đèn trước nha anh em nha, đèn trước có pha. Còn mấy cái nút chi chích trên xe này thì để gắn còi này, gắn càng hú đồ của mấy anh giao thông á anh em. Tại xe này là xe của nhập về để cho mấy anh cán bộ anh xài, mà mấy anh giao thông anh xài cho nên nó có những công tắc này luôn nha, còi hú, còi đồ đó, nói chung đèn chớp nhá rồi đó. Và có cái đèn sau này nữa nè, là đó, ở chỗ đây là bắt cái đèn quay nè mọi người nha. Đó, đèn này chỗ đây nè, nó có hàng ốc bắt nè, mà mình không có sử dụng được đâu. Tại vì mình dân xài cho nên mình cứ để nguyên vậy thôi. Nó có cặp thùng này là quá đẹp rồi. Còn còi hú thì của mấy anh giao thông ảnh mới biển số xanh. Biển số xanh mới là được gắn những cái còi hú đó nha, còn mình là biển số trắng nha mọi người, xe cá nhân nha. Nó còi hú thì nhiều khi mình gắn cũng được đó, nhưng mà đi gặp mấy ảnh thì ảnh phạt tiền, uổng tiền thôi, không có gì hết. Nó còi hú, còi đồ gắn được hết đó. Nó có còn cụm công tắc đó, anh em câu dây vào là xài thôi.
Nhưng mà em thấy như vậy là quá ok rồi ha. Nó có cặp thùng nè, xe rất là đẹp luôn, máy móc thì im ru bù ru. Đây, xe tem bọng nhãn mát các thứ còn nguyên hết. Xe màu trắng nha anh em nha, xe màu trắng, máy móc 250 nguyên zin, rất là đẹp luôn, máy rất là ấm. Đây, Nighthawk 250 hay được gọi là CV250. Đó, cái bô của nó nè anh em, rất là đẹp nha. Bô nó rất là dài. Đó, nó đưa ra tới sâu luôn nè anh em. Và nó nằm dưới cái thùng. Thùng này bỏ đồ Vivo anh em ha. Đó. Bỏ bất cứ thứ gì mình muốn. Đèn hậu sau đây. Màu trắng rất là đẹp luôn. Biển số 59A3 38178. Đây, mâm nó đây ha anh em. Xe tất cả đều nguyên zin nha, rất là đẹp. Xe hải quan chính ngạch nha anh em nha, giấy tờ mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Những cái dòng xe CB này là quan trọng nhất là giấy tờ anh em ơi. Đó, chính chủ sang tên được mình mới chơi nha, còn chơi những con xe mà giấy tờ không đạt yêu cầu thì đi thì công an bắt là đúng rồi. Còn bên em bán là những con xe có giấy tờ hợp pháp hết, tất cả đều được sang tên, đổi biển số đều được thì mình chạy Vivo, không bắt cứ sợ người nào hết. Máy 250 anh em à. Dòng máy này y chang máy Beo 250 Mỹ á, không khác gì đâu, nhưng mà mã lực của con này nó lớn hơn Beo, chạy nó sướng hơn. Bỏ lớp còn dài cua nha anh em nha, bỏ trước mới thay nè, đẹp thấy không? Nó còn chỉ xanh nè, đó, rất đẹp. Thì xe là hoàn hảo đó, anh em mua về chế xăng vào chạy thôi, không có làm gì nữa đâu. Đèn của nó đây, đèn zin của nó rất là đẹp nha anh em nha, còn rất là sáng nè, anh em thấy không? Sáng trưng luôn. Đi con này nó cũng rất có điều rất là hay nha anh em nha, nhiều lúc nó đi ngoài đường người ta ngó rất là hay. Dù khi chạy đằng sau á, mấy anh đi đằng trước mà anh quản hồn hoài ha anh em, nó tưởng giao thông không à. Thì đa số thì gặp giao thông thì tâm lý hơi run run xí thôi chứ không có gì đâu. Con này đi mấy anh nào mà ở làm trong ngành trong đồ công an đồ đi những con xe này cũng rất là hợp lý nha anh em nha, rất là ok, nam tính, rất là phong cách. Anh em nào đi những con xe này là biết dân chịu chơi ha, cửa nào ha. Mà mua được một con xe ngon đẹp, giấy tờ hải quan nữa thì rất là khó. Có nhiều anh muốn chơi nhưng không biết lựa chọn xe nào chơi cho nó phù hợp ha anh em ha. Con xe này là em bán, em bao rút hồ sơ gốc, bao sang tên ra cà vẹt cho tất cả mọi người luôn, từ Nam tới Bắc. Con này em bán với giá là 145 triệu nha anh em nha. 145 triệu, anh em mua những con xe 120 mấy triệu, dập nát về bỏ ra mấy chục triệu vô cũng chưa chắc gì được như một con xe riêng như này nha em nha. Chưa chắc gì được như con xe này. Đó, anh em nên lưu ý. Thứ hai là giấy tờ của nó là chính chủ hải quan. Đó, anh em muốn sang tên rút gốc đổi biển bất cứ nơi nào đều, anh em mình thích đổi ở đâu thì đổi ở đó nha anh em nha, từ Nam tới Bắc. Tiền nào của đó nha mọi người nha, 145 triệu nó có giá của 145 triệu. Còn những con xe 120 mấy, 130 mấy rất là nhiều trên thị trường. Nhưng xe cũng chưa chắc đẹp như xe này. Về anh em bỏ tiền ra mười mấy 20 triệu dọn nữa cũng chưa chắc được như vậy. Đó. 145 triệu em sẽ test máy cho mấy anh xem ha. Máy nó rất là ấm. Rùm rùm thôi, chức năng của nó thì ok hết, từ A tới Z, xi nhanh, còi kèn, cốp pha đầy đủ. Đèn này cái đêm sáng lắm nha mọi người, cái ngày nó vậy thôi. Máy móc anh em nghe không, rum 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 rum. Dòng CB 250 bồ câu trắng này nó nổ rất là hay. Anh em nghe máy không, thì thầm mùa xuân luôn. Đặc biệt cái dòng âm thanh bô của xe này, bô cặp nó nổ rất là hay anh em. Đây là dòng tua máy nha mọi người. Nó hơi mờ để em quay cho nó rõ là ha. Đó. Đây những cái đồng hồ đó, chức năng là tem chữ nghĩa là còn rõ ràng nha anh em nha. Phai mờ theo năm tháng, đây là điều đương nhiên. Đây, xi nhanh trái phải đều báo hết nha anh em nha. Đây là nút ngắt máy nha mọi người, nút ngắt máy nè.
Đó, anh em bấm vậy là xe không nổ đâu ha. Rồi bấm thẳng nó mới nổ được ha. Đây là nút đề ha anh em. Này là mấy cái công tắc để mình gắn còi đèn rồi đó anh em, càng hú càng đồ đó. Còn bên đây thì cứ cốp pha và xi nhanh và nút còi thôi. Cái này là cái e rồi, rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Nhìn thì nó rối vậy chứ vô trong xe sử dụng rồi thì rất là đơn giản ha. Xe này có cản bảo vệ luôn rồi nè anh em, anh em muốn vào càng vào đòi đèn trợ sáng gì thì cứ về cứ vào thôi ha. Rất là đẹp nha anh em. CB250 á thì đa số là màu trắng nó mới đẹp nha anh em nha. Màu trắng gắn cặp thùng nó mới đẹp, chứ còn những con xe màu đỏ màu đen là nhìn nó kho lửa, là nhìn nó không đẹp nha anh em nha. Gắn thùng nó không đẹp. Những xe đó thì để trơn thôi à, không có gắn thùng được. Còn xe riêng con xe màu nào chứ màu trắng là gắn thùng là đẹp nhất nha anh em nha. Vừa sang trọng vừa oi phong, rất là đẹp. Đây đèn sâu của nó đây ha anh em ha. Nước sơn soi mặt được anh em à, mới lắm. Anh em nghe tiếng bồ nó không? Nó nổ rất là hay luôn ha. Đây. Dòng xe CB nổ máy nghe rất là hay nha anh em. Sạch rất là hay. Khi mình lên ga nó sẽ ra một âm thanh tiếng bồ rất là hay. Chạy rất là bốc anh em ơi, chạy con này sướng lắm. Nhích ga là lên liền. Rồi, 145 triệu nha anh em nha. Em bán con này một đúng giá 145 triệu, bao giấy tờ, bao ship xe, tất cả. Rồi, anh em nào yêu thích con này thì alo số điện thoại. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0768447735. Anh em nào cần hình chi tiết thì vào Zalo kết bạn số đó giúp em ha. Rồi anh em nào yêu thích thì cứ chuyển cọc, em sẽ ship xe tặng nhà cho tất cả mọi người. Giấy tờ thì bên em cửa hàng của Trúc Mô Tô lau hết từ A tới Z nha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra xem hết video của em ha. Anh em nào xem video chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi kênh giúp em nha mọi người nha. Anh em nào yêu thích hơn nữa thì cho em một lượt share, một lượt like và một bình luận. 145 triệu, giá rất là ok. Cho một con xe nó chất lượng, giấy tờ thì chính chủ hải quan. Rồi, anh em nào yêu thích thì alo liền giúp em ha. Rồi, Trúc Mô Tô xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo ha. Bye bye.